Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em nha. Thì lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều ha. Thì hôm gài em hết trơn máy cô chú ơi, hôm gài quay những cái clip test nè, cắt cỏ, cắt bằng lưỡi cắt rồi test. Chiều qua có làm một cái clip là giục cái máy xuống sông luôn để anh đem lên nè. Mình thử xúc bình xăng cho cô chú xem. Nhưng mà hôm nay thì về máy cũng khai khá nghe cô chú. Về rồi cũng bộ bộ mà thì bữa nay về nhiều máy nồng 34 nghe cô chú. Bữa nay về khá khá nồng 34 à. Em ngoài xe cũng còn một số máy nồng 34 máy nữa cô chú ơi. Cô chú nào thích máy nồng lớn thì alo cho em nghe. Nói chung là cũng nhờ được sự tin tưởng của cô chú. Thì cứ alo Kiệt ơi lựa máy cho chú, alo Kiệt ơi lựa máy cho chú. Thì em lựa bằng cái tâm của em lựa những con máy phải nói là ok. Nhờ cô chú thương nói là mày lựa cho chú đi. Rồi chú không cần xem máy gì trước hết trơn, mày tự lựa đi. Rồi chú là chú chịu à. Chung là cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều nghe cô chú. Rồi thì chú bấm máy cô chú ơi. Bữa nào cũng nói nhiều chứ. Sao nãy nói nhiều dữ hả? Lâu lâu chứ không chưa ghiền, nói hả? Đúng vậy, không được bán nên cũng ghiền ghiền nói cô chú ơi. Thì hình thức bán của em là em bao ship từ những cái máy này nè. Em ra giá là em đã có giá bao ship toàn quốc hết trơn nha cô chú. Cô chú ở đâu em cũng bao ship được hết ha. Em ở U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang nha cô chú. Thì em bán em có tặng này nè cô chú. Một cây lục giác nè. Tiếp mở mua ghi nè. Một cái dây đeo nè, dây đeo để mình đeo máy đó cô chú. Và một cái trắng cỏ để về cỏ đừng dăng cho mình ha. Và em tặng thêm một trong ba móng lưỡi này nghe cô chú. Đây là cái ổ cước em đã xỏ đầy dây này, nghe cô chú. Đó, em xỏ đầy dây nè. Cô chú muốn lấy cái này thì lấy, muốn lấy cái này thì lấy, muốn lấy cái này thì lấy. Lấy một trong ba món này cô chú. Cô chú muốn lấy hết cái này thì thêm em mỗi món 50.000. Là hai món thêm 100.000 nữa. Là tổng cộng là thêm 100.000 nghe cô chú. Rồi thì em cũng bao ship luôn. Cô chú có mua phụ kiện kèm theo, mua lưỡi cắt này em cũng bán, mua này cũng bán, mỗi món 50.000 nghe cô chú. Là những món đó là chưa có tính tiền ship nha. Hôm nay có về một con ba lô nữa nè cô chú. Ba lô Corip nè. Không có chú có chú nào dặn mà em quên mất tiêu rồi. Rồi hôm nay em không quay lên. Thôi bây giờ bán những con máy bên đây. Rồi có cô chú nào còn không có dặn con Corip này thì alo em ha. Con này thì 22cc, nồng nó là 32 ly nghe cô chú. Corip này nồng 32 ly. Đó, con này là giá 2 triệu đó. Cô chú nào có mua thì điện em ha. Máy nhẹ lắm cô chú ơi. Chụp chưa chưa. Không quên bà con tắt. Ừ, dạ, chưa đổ xăng nữa cô chú ơi, chưa đổ xăng nữa mà đi giật. Rồi vô quán cô chú ơi. Hôm nay lên lô gì giờ lên? Bữa là MNOOEB. Hôm nay lên lô B, chữ B, B phở á. B phở. B phở. Hello B phở đi. Lên B phở đi. Rồi. Thì con máy đầu tiên em máy đầu tiên đến từ thương hiệu Makita. 20cc nồng 30 ly. Con này thì những chú lớn tuổi thích những cái dòng máy này cực kỳ luôn. Đây nè, nó nhẹ nè, như bong bóng vậy đó. Ba cái máy này nghe cô chú. Những chú lớn tuổi, những cô nữ rồi đó. Yếu là những con máy này là như đạn luôn. Rồi, bước đầu tiên mình thao tác thì mình bóp vú nghe cô chú. Ad nè. Bóp vú vậy đó. Bóp vú mình là đấu e. Rồi lên ga, đóng e đây, rồi lên ga đây. Rồi giật cô chú ơi. Rất là ok ha. Không,
cái máy này thì chất máy thì riêng nguyên con, nhưng mà dàn áo nó hơi cũ cũ kỹ chút xíu nha cô chú. Nói chung là hàng bỏ bãi nên nó không có được đẹp và xuất sắc. Nên con máy đầu tiên em để giá rất là mềm. Rồi con phê 1. Hôm nay là ngày mấy qua lực? Hôm nay ngày 8. 8 tây phải không? Ừ, 8 tây tháng 7. 8 tây tháng 7 cô chú ơi. Thì hôm nay là 8 tây tháng 7, em lên lô phê 1. À, đúng ra con này 1.3 triệu. Nhưng mà thôi em để 1.2 triệu thôi nghe cô chú. Em vẫn là tặng đủ đồ, bao ship toàn quốc. 1.2 triệu. Rồi. Nhanh tay nghe cô chú. Con này là rất là nhiều cô chú đang mong đợi con máy đó đó. Rồi, gặp là gọi em liền nha. Con nói là 20cc nồng 30 ly đó cô chú ơi. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu Echo. Máy cực kỳ đẹp nghe cô chú. Bình xăng còn trắng tinh luôn nè Linh. Đây, 24cc. Nồng 32 ly cô chú ơi. Máy cực kỳ đẹp luôn, bình xăng còn trắng tinh. Nó có dính dính nhất ít nghe cô chú. Đây này để bãi dính dính nhất. Tay ga bóp quá đã nè. Bóp này nó nhạy cực kỳ nhạy luôn. Em để em dịch cho cô chú xem nha. Vú đâu trời. Vút kìa. Trời ơi. À. Vú đây nè cô chú ơi. Nằm gì mà không phải. Vú nó nằm tùm lum hết trơn cô chú ơi. Mình phải vô mình phải mò mò nha. Gờ 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 cái nào nhô nhô lên là cái vú nha. Nhô nhô lên mềm mềm. Gặp cái vú là phải bóp hoài vậy nha. Rồi đóng nghe nè. Rồi lên ga. Cái ga bóp này mình phải lên ga. Cái gì cái chân mình nè cái bình xăng lại nè. Rồi giật. Rất là êm em. Thì phở đó cô chú ơi. V2 giá 1.6 triệu. Máy rất là đẹp nhưng mà giá rất là mềm nghe cô chú. Có 1.6 triệu thôi. Rồi con V2 đã xong. Tiếp đến là con V3. V3 này mới đỉnh nè. Xuất sắc nha. Magu 23cc. Đến từ thương hiệu Magu Yanma 23cc. Nồng 32 ly. Máy cực kỳ đẹp luôn cô chú ơi. Ốc còn trắng tinh luôn kìa này. Ốc trắng tinh thấy rõ không Lân? Rõ. Ốc là trắng tinh luôn ha. Liền lạc máy rất là đẹp luôn. Máy này hình như bên Nhật nó xài chắc ít xịt thôi Lân ơi. Có xài xịt ít gì á. Dừng nhà nó để chân hay sao á. Chân hay sao có thấy nó. Thấy nó còn mới còn mới ken sa ben luôn trời. Máy Nhật mà được về đây là không phải đơn giản dễ kiếm đâu nghe cô chú. Hình như mấy anh Nhật anh bên mình mà xài bỏ ra là đem đi bán phế liệu, còn bên Nhật người ta bỏ ra mà về đây nè cô chú. Hình như người ta xài có thời hạn hay sao á. Tới cái ngày tới tháng đó là người ta bỏ ra bãi à. Không có thấy chày xước gì chứ. Rồi đóng nghe. Lên ga. Mò cái vú. Bóp ẹt. Bóp vú nghe. Đó, giật cô chú ơi. Quá đã cô chú ơi. Tiếng máy mới con khác nè. Cô chú ơi. Ai mua được con máy này là hên lắm nè. Máy bên Nhật bỏ ga mà được mới vậy là hên lắm nè. Khó kiếm lắm nghe cô chú. Tay ga đồ rin mà nó còn mới nè Linh. Nè. Cần đồ mới ken sa ben luôn. Rồi. Cái con này là bên Nhật ở bển là theo em biết giá cũng tầm trên 10 triệu Việt Nam mà nó.
mà về bên đây nói chung là mình bán giá là này là cái giá hàng bãi nha cô chú, là mình không so sánh được. Rồi phong phê ba giá chỉ 2 triệu thôi cô chú ơi, đẹp canh xe ben luôn 2 triệu à. Rồi kế tiếp, rồi cũng đến từ thương hiệu Magu Yanma 20cc đó, 20cc nồng 30 ly, máy cũng đẹp Kensaben luôn. Em máy được trang bị một cái màu hồng rất là nữ tính nè. Này mấy cô mà lớn tuổi, mấy chú lớn tuổi xài mấy con này là hết sảy luôn. Máy cũng còn đẹp Kensaben nghe cô chú. Ốc trắng tinh, ốc trắng tinh, gõ không lên? Gõ. Nãy giờ em quên giới thiệu nữa nha. Ba con máy đầu tiên là máy là bình xăng qua Amago siêu tiết kiệm xăng không à. Nói chung là lô này em lấy về máy tiết kiệm xăng không cô chú à. Rất là đẹp ha, lên được tay ga bóp hệ nè. Đó. Rồi, rồi bước kế tiếp là mình phải bóp vú. Bóp vú ha. Rồi đóng nghe lên ga, hình như ít xăng gì lên bóp không nghe, nặng nặng tay chân vậy. Đổ xăng ít ta, sao có xăng ít hay gì rồi kỳ vậy, bóp nghe cái vú bên ai sao mềm dữ ta, vú này vú kỳ vậy. Để giật thử coi có xe đủ xăng không nghe, bóp nó mềm mèo quá cô chú ơi. Không đóng nghe lên ga đổ xăng lên nghe, đủ xăng đủ xăng đủ xăng. Quá trời đẹp luôn, màu hồng rất là nữ tính, chứ không phải nam tính nữa hả. Màu hồng nữ tính chứ không phải nam tính. Rồi con V4 20cc nồng 30 ly giá 1,6 triệu cô chú ơi, máy quá đẹp mà giá quá mềm ha, quá đẹp quá mềm. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu là Corit nha cô chú, Grand Corit á. Đây của hãng Corit nè, máy cũng còn rất là mới luôn nghe cô chú. Hãng này là hãng cũng nổi tiếng nè, máy đẹp Kensaben đó, nó có đóng made in da băng ngay đây nghe cô chú, để tem nằm đây made in da băng đây nè, thấy rõ không. Ủa. Rồi cái tay công tắc nằm đây, công tắc nằm trên tay ga luôn nghe cô chú. Rồi lên ga đóng me mò cái vú bóp nào đã tay nghỉ nghe cô chú. Vừa nó bút quá bể vú sao. Rồi giật P5 đến từ thương hiệu Corit 22cc nồng 31 ly. P5 giá 1,5 triệu luôn cô chú ơi, bữa nay máy đẹp đẹp không cô chú ơi, nhanh tay ha, bữa nay là máy đỉnh đỉnh không à. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Magu Yanma 23cc nồng 30 ly, 23cc nồng 30 ly thương hiệu Magu Yanma. Máy này thì về bể bình xăng, em gắn bình xăng mới vô nghe cô chú. Này bình xăng mới nha, bình xăng riêng của nó mới á. Máy này thì nó em ở dơ quá, em bị đóng hòm à, đóng hòm.
đó. Rồi 23cc mà bữa nay em để giá mềm, thấy em đóng hòm quá. Máy thì chất máy là ghim, ghim nguyên con, nhưng mà đóng hòm quá em để cái giá mềm luôn. Lên ga, đóng e, mò vú. Em đóng hòm quá, mò vú không biết có sao không. B6 giá 1,6 triệu luôn, giá bằng nồng 30 ly luôn, 32 và bằng giá bằng 30 luôn. Cô chú nào mà không chê em nó bị đóng hòm thì chơi con này thì rẻ hơn được mấy trăm ngàn cô chú, nhưng mà chất máy thì em bao ok ha. Rồi nó tiếp đến là con Shingu nè, hàng là hàng đỉnh nè. Con này là bữa nay là VIP ha. Con này là quay cho cô chú coi cái bao này nè. Shingu ha. Ừ. Tay ca bóp hay luôn nè, tay ca bóp mỏ dịch tê dịch luôn nè. Đó, nó hai ba chức năng gì tùm lum hết trơn đây nè. Công tắc nằm đây nè. Đó. Bóp giữ rồi tùm lum hết trơn cô chú ơi. Nó ba chức năng luôn á. Ba chức năng gì? Em máy rất là mới luôn. Bằng xăng này, bằng xăng gin của nó luôn nghe cô chú. Rất là đẹp. Rồi, em nào đẹp cũng bị bắp vú hết trơn á. Đây, vô. Đẹp xấu gì cũng bắp vú hết trơn á. Bóp chừng nào cứng cái vú nghỉ nghe cô chú. Bóp mềm mềm là không có được nha. Mềm mềm mà em không có chịu chạy đâu. Rồi, bóp vú xong lên, đóng nghe, lên nè. Lên ga. Nào. Ôi ơi, có trợ lực cô chú ơi. Hình như nó nhẹ quá trời nè. Đó, chạy coi ha. Kia cái ảnh rồi cái bình hạ xuống liền. Tại vì nếu mà cô chú gắn giật nữa là em ấy là bị ngọt xăng liền. Khó là rất khó là nổ. Nên mình phải hạ cái e xuống, mình giật cái nữa là chạy liền. Đó, nghe cái tiếng của em ấy rất là nhẹ nhàng ha. Rất là đã cô chú ơi. Bạn làm máy nghe nói chung là cái nào nấy nó đã hết không à, nghe tiếng nó đã mà. Rất là chuẩn luôn này, con này phê ok. Rồi công tắc nằm đây nghe cô chú, bóp cái là tắt. Ốc tác nè, còn quá đã đen bóng ngời luôn ha, đen mình bóng ngời luôn, trắng tinh, trắng như ngọc trinh. Thấy ngọc trinh ngoài chưa? Chưa. Ủa, chưa thấy ngọc trinh. Chưa sao nói trắng. Nghe người ta nói. À, em máy nè, tay cái cần của em máy nè, như cái cần mới luôn nè. Em máy cực kỳ mới luôn cô chú. Đầu bò chén kẹp đồ là cái cần nè. Cái cần hình như chưa có dấu chạy luôn à. Chưa có dấu chạy luôn nè Lưng. Còn mới như Ken Seven luôn. Nó Nhật này cũng kỹ quá. Việt Nam mình xài mà bỏ ra bãi thì thôi ra bãi phế liệu luôn. Rồi con V7 Việt Nam mình xài là bán cho mấy ông dây chai. V7 mấy chú mà nhà ít xài mua mấy con này là mình để mình trưng bày luôn cũng được, nó quá mới luôn. Giá 2 củ là 2 triệu nghe cô chú. 2 triệu 2 củ. học theo mấy anh kia hổng, ảnh nói mày kiếm cho tao cái máy nào 2 củ. Nó 2 củ biết bao nhiêu trời. Nó nói hai, ổng nói 2 triệu á. Có luôn hả? Có. Rồi có chú kêu bằng 2 chai nữa. Đây à, đây là đến từ thương hiệu Magu Yama. Mấy con này mới phê nè cô chú. Magu, hàng Magu này mới đỉnh nè. Em được trang bị một cái màu cam. Màu cam rất là long lanh, rất là đẹp luôn trời. Bô còn trắng tinh. Mấy con này phê quá.
Nó 24cc nha. Bên xăng còn mới tinh luôn nè. Rất là dày dặn nha. 24cc. Con này là nằm 33 ly đó cô chú. Con này là khá là đỉnh. Nó nhẹ nhàng nè. Cái này mấy chú mà lớn lớn tuổi là xài với con này là tới công chuyện. Rất là nhẹ nhàng. Rồi bóp vú lên ra, bóp mày phải nghe ẹt 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 mới chịu nghe cô chú. Bóp mà mềm quá à, ẻm không chịu đâu. Bóp gì, bóp gì nghe dữ hả? Ừ, đóng nghe nè. Đó, rất là đã. Trang bị cái màu cam rất là mê. Màu cam lung lanh. Em này là P8 24cc nòng 33 ly. P8 giá 1.700.000 của chú ơi. Quên nói nè, cái máy này là tay ga nó nằm đây nghe cô chú. Tại vì về là nó tay đó tay tròn nên em phải lên cái tay lái này là tay lái mới ở ngoài. Cô chú nào muốn lên tay lái tay ga lên đây cũng được. Hoặc là để thì có sao là cô chú cứ muốn chốt con này thì điện em ha. Em để em lên cho. Rồi. Kế tiếp là đến từ thương hiệu Makita. Makita 254 là 25 là nòng 33 ly mà 254 là gần 34 ly đó cô chú. Nhưng mà dòng Makita lâu quá mới được cái tùm gời này cô chú. Biết bao lâu em mới được cái tùm gời nè. Tùm gời nhôm luôn ha. Makita mà kiếm tùm gời hơi khó. Thôi chưa á, lâu dữ lắm mới có được cơm tùm gời á. Là đựng con nè. Rồi, đóng nghe. Bóp vú lên ra làm xiết xiết cô chú ơi. Trời bữa nay hơi tối à. Làm xiết xiết nha. Nằm trên dàn áo này cô chú. Mò mò hoài mới ra nè. Màu đen, tắt màu đen luôn á. Tắt nó màu đen nên hơi khó mò. V9 giá 1.800.000 nha cô chú ơi. Tung gời nha. Nằm 33 ly, gần 34 ly rồi đó. Rồi còn cuối cùng là 2, 4, 6, 7 con. Cuối cùng này nhà có 100 con đất thì mua. Mua cái khúc cuối này nghe cô chú. Là máy dữ không mà máy lớn không nghe cô chú. Rồi đến từ thương hiệu Kawasaki là con B10. Đến từ thương hiệu Kawasaki TG25. Con này lâu lắm mới có được con Kawasaki TG25 ha. Đây thấy rõ chưa. TG25 đó, bình xăng nó là bình xăng quả ga nghe cô chú. Em ấy được thiết kế một cái nòng đứng thì là cái hành trình bê tông rất là cao nè. Em ấy rất là mạnh luôn. Rồi cũng là bóp vú em ấy luôn. Lên ra. Đóng nghe. Ừ. Đó nghe. Đồ trời nghe tiếng máy ghê không? Nghe tiếng máy hơi bị phê đó cô chú ơi. Đó hạ em xuống liền. Nè cho mình nghe nào. P10 giá 2.000.000 cô chú ơi.
Rồi à, kế tiếp là đến từ thương hiệu Rabbit. Đó, mắt in da băng nằm đây luôn. Thấy gõ không? Gõ không lên. Quay hơi tối tối nên nó hơi mờ của chú ơi. Hơi mờ của chú ơi. Đó, máy này cực kỳ mới luôn cô chú ơi. Thấy gõ không lên? Gõ. Quá mới luôn. Mới như trong thùng này, còn thiếu thùng nữa mới luôn nè. Còn thiếu cái thùng đến từ thương hiệu là Makita nha cô chú. Makita của thằng Mắt In Da Băng nè. Đóng trên cây cần luôn nè. Rabbit của này là chung thương hiệu của Makita đó cô rồi, chú rồi. Ai có xài máy Makita rồi thì biết liền ha. Rất là chuẩn. 26cc, nòng 34 ly. Con này cực kỳ mới luôn nha cô chú. Nhà có 100 con đất thì chơi mấy con này. Bóp vú. Đóng nè. Lên ra. Đó, nghe cái ẹn lên rồi ha, hạ e xuống, giật. Có thùng bỏ vô nó thành máy mới đẹp, có khoảng 95-97%. Máy mới thôi chứ không phải máy mới đâu nha cô chú. Này máy cũ, máy nghĩa địa cô máy chú nghĩa ơi nha. Tại nó còn mới em báo vậy đó. Chứ đừng nghĩ là máy mới. V11. Máy nghĩa địa Nhật Bản nha cô chú ơi, chứ không phải máy mới nha. Hàng giá 2,2 triệu cô chú ơi. Quá mới luôn. Chú nào mà thiệt sĩ tính là mua mấy con máy này về làm trưng bày luôn. Ít gỡ cái nắp. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Maguyama 26cc, nòng 34 ly. Em máy được trang bị một cái màu vàng rất là đẹp. Bình xăng còn trắng tinh luôn. Bữa nay là về máy nó vip không cô chú ơi? Vip. Nè. Thấy gõ không lưng? Gõ. Ốc cát còn trắng tinh. Đóng mắt tinh da băng đàng hoàng ở đây á. Mắt chậm như không thấy đâu. Tối quá quay không tối thấy, không thấy nè cô chú ơi. Tại vì nay trời mưa tối quá. Cấp này hàng hiếm máy dữ lắm mà em được, em lựa máy được gì đây là cũng đỉnh lắm con nghe cô chú. Rồi cũng bóp vú. Đóng nghe. Lên ga. Rồi, Magu 26cc nòng 34 ly. V12. Phê phở 12, giá 2 triệu. Em màu vàng. Chú thích máy nào thì gọi cho em liền nghe cô chú. Nhanh nhanh tay nha, để bị mắt ổn nha. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu. Thương hiệu gì trời? Gần ghi là hàng của Nhật Bản là cô chú. Nhật Bản hàng nè, hàng gần ghi nè. 26cc có để tiếng Nhật không cô chú ơi, không biết đường đọc. Bữa nào cháu em đi học tiếng Nhật bữa quá. Đây nè, 26cc. Rồi cái máy rất là nó là cái thương hiệu của nó là thương hiệu của Ryubi á. Ryubi nó cũng chung với thương hiệu Mitsubishi á cô chú. Mấy dòng máy này nè, nó chung với Mitsubishi á. Công tắc nằm đâu ta? Coi cái công tắc để tiếng Nhật không, để em giật thử, không biết nó nằm ngay chỗ nào nữa. Để giật thử á. Cũng bóp vú cái đi. Vú đâu mà trời. Cái vú nằm ở thì sao á? Ờ đúng rồi. Trong mũi nhọn á. Vú nằm làm sao cô chú ơi?
mò vú hoài không được, vú em này nhỏ quá. Rồi bài công tắc em giật thử cái cô chú, giật thử đi, không biết làm như thế nào nữa, giật thử đi, hướng nào chạy thì để. Không phải rồi, không phải rồi, phải lại hướng khác rồi. Nó để tiếng nhật không, không biết đường mò của chú ơi. Đó, đúng rồi. Rồi thuê 13, giá 2 triệu của chú ơi. Rồi tiếp đến là cũng đến từ thương hiệu là Ryobi. Nói chung với máy vừa rồi, thương hiệu chung với thương hiệu máy vừa rồi Ryobi. Mới bữa này lâu lâu mới về được con máy mới gì nè cô chú. Bữa này là mới mới không à. Nói chung với thương hiệu Mitsubishi ấy cô chú nè, lựa mới mới, giá nó nói chung là giá nó hơi cao một xíu rồi cô chú, nhưng mà được cái nó như mới mới luôn á, cực kỳ đẹp nè, mới kem xe ben luôn, ốc là đang bóng đang quyền luôn. 26cc nồng 34 ly. Con này là phải nói là thiếu cái thùng nó thành mới mới nè lên. Quá trời mới luôn. Đẹp 97-98% á. Nó có 97 á. Mấy con này bán chắc mười mấy triệu á lên. Bên Nhật á. Chắc em cũng nghĩ vậy á. Thuê 14. Thuê 14 giá 2,2 triệu nghe cô chú. Con này cái tiếng nổ của nó phê dữ lắm cô chú ơi. Thương hiệu của Mitsubishi, tiếng nổ nó phê dữ lắm phê. Ryobi. Ống nghe nè, lên ga nè, em dịch cho cô chú nghe tiếng nè. Đó, ơi, trời trời trời. Ghê không ghê? Nó làm thế ghê vậy? Làm cái hùng đấy cô chú ơi. Thì nghe tiếng nè. Bơm xăng chưa? Chết chào, em quên bóp vú cô chú ơi. Mày cắm đầy dục bài vậy? Ghê nghe. Cộng dây nó trắng tinh nè lên. Đây. Cộng dây còn trắng tinh nè cô chú ơi. Em kéo ra cho cô chú. Hết luôn rồi. À. Cộng dây còn trắng tinh luôn. Cái này có nó có trợ lực lò xo nghe cô chú. Em quên bóp vú cô chú ơi. Cái máy này hình như là bên Nhật, mấy anh bên Nhật chưa xài luôn á chú ơi, chú ơi. Không ơi, kèm xe bèn luôn. Đóng này à, nãy giờ em quên bóp vú. Quên bóp vú gì mà giật. Nãy giờ mấy cái kia bóp mà cái này quên. Đó. Rồi kế tiếp là phê 15, đến từ thương hiệu Maguyama. Con này chụp giật có trợ lực nghe cô chú. Cái tem gì vậy? Cái tem nó để chữ Nhật không cô chú ơi, cô xin gì của Nhật nè. Nhưng mà nó là hàng của Maguyama đó thôi cô chú. Mình xăng qua mà gọi tiết kiệm xăng. Có hình trái tim kìa. Trợ lực rất là đẹp. Có hình trái tim nữa kìa. Con máy này là nói chung là bữa nay là về máy từ 90% không cô chú. Con này cũng từ 90% trở lên nè. Bụp vô, bụp vô, bụp vô. Một xíu nó quên bụp vô nữa à. Bụp vô. Đóng nghe. Đóng nghe. Đừng giờ bóp. Chụp giật cho lực nè, nghe tiếng nè. Nghe chụp giật cho lực nè, em kéo chưa thẳng tay nữa là chạy đó. Đó. Em bé này 5 tuổi giật chạy nữa đó. Cho lực giật đá thiệt nè.
Dịch đi. Phê à. Dịch thi phê chị dịch. Dịch thi bị phê á. Phê 15. Giá 2,1 triệu cô chú ơi. Trợ lực nên mắc hơn cái thường 100.000 nha cô chú. 2,1 triệu. Em cũng bao ship toàn quốc, toàn bộ là bao ship toàn quốc. Rồi, con máy cuối cùng đến từ thương hiệu là Ryobi. Trung hãng của Mitsubishi ha. Con B16. B16 này nó tự tự con B13 cô chú. Hai con này là y hệt nhau, mẫu mã hệt nhau nhưng mà nó khác cái tem thôi. Tem này tem của Ryobi. Ryobi là nó hãng của Mitsubishi đó cô chú. 26cc nòng 34 ly. Máy còn bình xăng còn trắng tinh luôn nè. Đây, chất máy là còn như mới. Rất là đẹp luôn. Ryobi nó đóng ở trên áo này luôn nè. Trên áo này vẫn đóng chữ Ryobi nè. Rồi, máy rất là đẹp ha. Rồi, bóp vú. Vú nằm ở sau chú ơi, quên. Mấy thằng Ryobi là vú nằm ở sau không có cô chú. Rồi, cái e nằm đây ha. Giống như mấy thằng Magun. Rồi, cái ga nằm đây. Giật. Rồi, hạ xuống liền cô chú ơi. Mò không kịp. Bắt không nghe. Rồi con máy cuối cùng là con phê 16. Giá 2 triệu cô chú ơi. Phê 16 giá 2 triệu. Rồi thì cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú đã nắng lại một ít thời gian xem hết clip của em ha. Ngày nào em cũng lên clip cho cô chú xem cho đỡ buồn nha cô chú nào có chốt hoặc là xem cho vui thì nhớ chia sẻ cho em nha, cho em xin một like, một cái đăng ký kênh và nhớ là chia sẻ cho anh em bạn bè mình biết là em có bán máy cắt cỏ cô chú. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai nha.